cuộc chiến bãi đỗ xe. 30.000 cho người nhờ đi đâu? Người nhờ sao được, anh ở đây làm vậy mình anh đâu. Bọn em để xe dưới đường, nếu mà xước sát vớ gương vớ kính thì là bọn anh không chịu trách nhiệm đâu nhá. Cái tay bay vào gió tự dưng này xe lại bị người ta đập. Xuất phát từ nhu cầu, cứ đỗ thấy chỗ nào trống thì đỗ, để chạy cho nọ chỗ kia. 30.000 thì khó cho riêng bán nốt ô tô này còn nhanh hơn bán rau. Cần tháo gỡ những bất cập giao thông tỉnh. Chúng ta phải có quy hoạch bài bản để có thể giải quyết vấn đề giao thông tỉnh cho các căn nhà, các hộ gia đình. Thưa quý vị, mỗi phút thì người Việt mua một chiếc ô tô. Đó là con số được ghi nhận theo số liệu của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 vừa qua. Tình trạng thiếu chỗ để xe ô tô ở các chung cư cao tầng được dự báo là sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đến năm 2025, sẽ có gần 80% người dân sống tại các đô thị có đủ khả năng để mua ô tô. Kéo theo đó sẽ là hàng loạt những vấn đề bất cập khi mà hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại các khu chung cư, khu đô thị lớn, chưa kịp thời đáp ứng so với nhu cầu của người dân. Tìm nơi đỗ ô tô tại các chung cư vẫn luôn là một nỗi ám ảnh với nhiều người dân tại Hà Nội. Không ít những tranh chấp, những mâu thuẫn đã xảy ra xung quanh câu chuyện dừng đỗ khi mà các bãi đỗ xe còn thiếu. Đi qua chỗ anh Hải đi. Cứ đỗ thấy chỗ nào trống thì đỗ, để chạy cho nọ chỗ kia, nên nó cũng bất an lắm. Trống đâu đỗ đó, nên bất an cũng là dễ hiểu. Nhưng vì không có chỗ đỗ xe, nên nhiều người đành đỗ tạm. Khi sự mạo hiểm đặt sai chỗ, thì cũng là lúc tài sản tiêu tan. Xe đã bị đập nát đây này, đúng cái vị trí chân cầu đấy. Cái tay bay vào gió tự dưng này, xe lại bị người ta đập. Thực ra tôi cũng chả biết vì sao, bởi bản thân tôi đi làm cả ngày làm hành chính mà trong đó không gây thù chuốc oán với ai, không có tư thù cá nhân với ai cả. Cái giờ hôm trước là có gần 20 cái xe là bị chọc thủng lốp, tại vì bà con không biết có chỗ đỗ thì bị một số đối tượng là chạy ra không cho đỗ, bảo là chắn chỗ đỗ của người ta rồi thu tiền. Nên nhiều người thì không chịu nộp tiền nên là xảy ra là đánh cãi nhau ở đây rồi. Bức xúc cũng chỉ vì tranh giành chỗ đỗ xe. Khu đô thị HH Linh Đàm có 12 tòa nhà với hàng chục ngàn cư dân, nhưng chỉ có hầm để xe máy, không có chỗ đỗ ô tô. Bởi vậy nhiều người chật vật đi tìm chỗ để xe. Chuyện không của riêng chung cư nào, thậm chí xí phần từ ngõ nhỏ đến lòng đường. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng người đỗ xe trước thì chẳng biết là khôn hay dại. Sao vẫn chưa lấy được xe anh? Đây nó đang nhốt xe anh. Không, là sao ạ? Không đi ra được. Chầm đầu chầm đuôi. Đi từ sớm không thể muộn. Tiến không được, lùi cũng không xong, nên chỉ còn cách chờ người giải cứu. Cũng may mắn thay, người đàn ông này tìm được số điện thoại của chiếc xe ngáng đường. Nhưng sau tất cả, đâu lại vào đấy. Quay lại đỗ ở đây. Thì nó các xe khác đi đây rồi. Chấp nhận may rủi để có được chỗ đỗ, nhưng có rồi lại càng thêm lo. Không thể ngủ yên được vì lúc nào phải lo, vì cái xe mình cũng không được ai bảo vệ cả. Cái vấn đề là tìm nó rất bức xúc. Rồi lại tự trách mình, thả biết thế, chẳng mua xe. Vâng, hiện thì đã có quy định về quy trình cấp phép xây dựng đối với chung cư cao tầng, nhưng mà nhiều nơi thì vẫn thiếu chỗ đỗ xe. Cụ thể là chỉ tiêu chỗ đỗ xe gồm có ô tô, xe máy, xe đạp áp dụng cho công trình nhà ở chung cư có nêu rõ. Đối với nhà ở thương mại thì cứ 100m² diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu là 20m² chỗ để xe. Đối với nhà ở xã hội thì cứ 100m² diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu là 12m² chỗ để xe. Quy định là như vậy, thế nhưng mà thực tế thì lại khác. Vậy mới thấy là tìm được một nơi lý tưởng để gửi gắm tài sản của mình là một hành trình không hề dễ dàng. Bởi nhu cầu đỗ xe thì cao, thế nhưng mà phía cung cấp dịch vụ trông xe lại không thể đáp ứng. Hệ quả là những bãi xe tự phát gần các khu chung cư mới đua nhau nở rộ. Xe đỗ kín vỉa hè, rồi lại tràn xuống lòng đường. Chỉ cần dừng xe, tức khắc có người hỏi thăm. Đi đỗ lâu không anh? Dạ. Đi đỗ lâu không? Đó, 20 phút. 20 phút rồi. 20 phút.
đỗ xe này thì mất, có mất tiền không? Có mất tiền chứ. Có ai cho đỗ? Người đó đỗ đường là vỉa hè thôi mà. Nhưng mà người ta chiếm hết còn đâu. Tự cho mình quyền giữ vỉa hè lòng đường dù chẳng được cấp phép, và nếu không đáp ứng yêu cầu ắt sẽ nhận được lời đe dọa. 30.000 cho em gửi nhờ tí đâu. Gửi nhờ làm sao được, anh ở đây làm vậy mình anh đâu. Em đỗ dưới lòng đường được. Đỗ dưới lòng đường bọn anh khai thác mà. Không nhìn thấy cả một bãi xe này là một người đang dừng xe này cả. Xe nhưng mà bãi xe tưởng là có biển bảng như... Biển bảng gì ấy không, không quan trọng, mà là bọn anh trông xe, bọn anh có trách nhiệm, em ở không? Nhưng mà ví dụ như bãi xe thì bọn em đóng, nhưng mà đây không phải bãi xe đâu. Sao không phải bãi xe? Chứ không phải bãi xe thì tự dưng là một dọc xe này người ta để đây là cứ để chùa à? Biết anh còn là công ty gì? Thế không thì để chùa, bọn anh thì vẫn đeo băng ở đây, bọn anh quản lý ở đây à? Còn em để xe dưới đường, nếu mà xước sát vớ gương, vớ kính thì là bọn anh không chịu trách nhiệm đâu nhá. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, điểm đỗ này chỉ được cấp phép trông giữ xe máy, còn ô tô thì không được cấp phép. Thế nhưng hình ảnh thực tế thì ngược lại. Bãi nhỏ, bãi to, chỗ nào cũng có. Nhất là với vị trí đắc địa như bãi đỗ xe này, nằm sát khu chung cư, thì dịch vụ này càng hút. Thế nhưng dù chưa được cấp phép, nhưng bãi đỗ xe này vẫn hoạt động tấp nập, với sức chứa lên tới 1.000 ô tô. Không sợ là kiểu như là cháy nổ à? Cháy làm sao được, mình làm phải đề hết, không để vật liệu hay gì này. Cháy nổ. Bọn anh trông, bọn anh phải 24/24 giải quân như là... Nhiều lắm chứ, em tưởng đâu để ý hết. Người ta lợi dụng cái việc này để người ta khai thác trông giữ phương tiện nhằm thu lợi bất chính, và chính quyền rất khó quản lý ở trong cái việc này. Thì người dân thì cứ để xe dưới lòng đường và trên vỉa hè. Hôm nay chúng tôi cẩu kéo thì ngày mai cái phương tiện vi phạm họ vẫn ở tại vị trí này, vì họ cũng không còn một vị trí nào khác. Chỉ tính riêng phường Hoàng Liệt có tới hơn 90 tòa nhà chung cư cao tầng với khoảng 10.000 phương tiện. Nhưng có đến 85 tòa không có hầm để xe. Dễ hiểu vì sao bến bãi tự phát đua nhau nở rộ. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cuộc chiến đỗ xe vẫn chưa có hồi kết. Vâng, thực tế là rất nhiều những dự án nhà ở chung cư hiện nay không đáp ứng được yêu cầu xây dựng các bãi đỗ xe, đặc biệt là các dự án thuộc phân khúc thấp và trung cấp. Để khắc phục tình trạng ùn ứ giao thông và thiếu hụt chỗ đỗ xe, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quy định là không cấp phép xây dựng cho những chung cư, những tòa nhà thương mại không đáp ứng đủ chỗ đỗ xe. Thế còn những tòa nhà đã được cấp phép trước đó thì họ vẫn phải loay hoay để đi tìm lời giải. Bởi vậy mà cấp thiết cần phải có những giải pháp mang tính bền vững để tháo gỡ vấn đề này. Tám ở đây là 900. À, để ở đâu anh, có gần tòa này không? Để bên kia cả bên này, đằng sau này nữa. Cứ hết chỗ thì về đây sẽ có người chỉ cho anh. Mọi người ở 895 đăng ký được lốt ở. Gần cả thập kỷ mới có một chỗ để xe dưới hầm. Bởi lẽ người cần thì lại không có, còn người có thì lại giữ khư khư. Nhưng cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Anh hỏi em hay là cái nốt của em đấy thì hôm trước thì bảo thằng kia nó đã lấy chưa? Đóng tháng là có 800. Không bán... mua nốt bao nhiêu? Nó đang còn 15-20 triệu. Mình không ở nữa là mình lại bán cho người khác. Đây con này nó cũng thế đấy. Cũng như là mua mình... là mua hẳn đấy, mua đứt đấy. Bán cái gì thì khó, chứ riêng bán nốt ô tô này còn nhanh hơn bán rau. Đầu tư vào chỗ đỗ xe lại là một nghề hái ra tiền. Luôn có môi giới sẵn sàng đáp ứng đủ mọi tòa, dù nơi nào cũng kín chỗ. Cứ có tiền thì là xe cứ di chuyển thường, và chị sẽ mua lên bên kia trong làng đi vào và còn để xe. Nên chị muốn đặt cái hoa vào đấy chị bán luôn. Xong rồi chị sẽ tìm cho em một cái chỗ đỗ xe thêm nữa. Nào, nếu mà xuống hầm thì là sang tòa HTC, còn không thì chị cho vào cái tòa UC và cái tòa Hồng Hồng. Còn nếu không có tiền thì lại trông chờ vào các bãi xe công cộng với hy vọng mong manh. Và người giành được chỗ thì tỷ lệ tương đương như trúng số. Hàng vạn, hàng nghìn người bây giờ mà có bao nhiêu bấy có mấy trăm xe này thì nói chung là như mình là nó diện là may mắn, hoặc là người ta đi nơi khác, hoặc là người ta bán xe đi, người ta chờ mua xe khác mà người ta chưa có cái xe khác vào thì lốt đấy lại trống, thì bây giờ mình lại đăng ký vào nộp tiền luôn, không là lại mất chỗ. Kín hết rồi, kín không còn chỗ để mà nhét nữa. Cái ô tô chứ phải cái kim đâu mà nhét được. Đấy, nếu mà điều quan trọng. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, công suất của các điểm đỗ tại thủ đô mới chỉ đáp ứng được gần 10% nhu cầu giao thông tỉnh, cho thấy tỷ lệ quy hoạch xây dựng bến bãi đỗ xe còn nhiều hạn chế.
Thực ra đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì hiện nay mà để khai thác các cái điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 150 tới 160 điểm. Thì nó là một tỷ lệ quá nhỏ giữa tổng phương tiện của Hà Nội, nó rơi vào khoảng xấp xỉ 8 triệu xe. Đỗ xe ở tỉnh tĩnh đây không chỉ là công cộng mà kể cả trong khu dân cư cũng phải có bãi đỗ xe. Và nhiều khi là quy hoạch thì có nhưng lại dùng cái đất đấy thì lại có khi lại làm công trình. Và cần thiết thì làm những công trình về bãi đỗ xe theo chiều cao, có nghĩa là bãi đỗ xe theo chiều thẳng đứng. Thì chủ đầu tư và chính quyền đô thị phải nghiên cứu, xem xét và nên có những giải pháp hữu hiệu để tạo điều kiện cho cư dân của chúng ta. Đã đến lúc người dân và chủ đầu tư khi xác định mua nhà phải xem xét yếu tố có chỗ đỗ ô tô như một tiêu chí hàng đầu. Và vấn đề quy hoạch điểm đỗ xe cần tìm giải pháp từ gốc, chứ không chỉ là để chữa cháy tạm thời.